Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế Giới Máy Vạch. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp giấy mực của máy Avery ATDB1. Thì sau đây mọi người hãy cùng làm theo mình nhé. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách vệ sinh đầu in của chiếc máy. Thì vệ sinh đầu in là mình góp phần để làm cho chiếc đầu in của mình nó bền hơn, sử dụng được lâu hơn. Thì đầu tiên các bạn mở đầu in ra. Mình sẽ cần một ít cồn và một ít bông y tế như này. Đây là phần quan trọng nhất của chiếc máy đầu in. Nó nằm ở phần phía dưới như thế này. Đây, phía dưới đây. Mọi người sẽ thấy một cái lằn xanh nhỏ nhỏ phía trong. Đó, mọi người sẽ cần cồn và thấm một ít bông vào. Sau đó mọi người sẽ lau một đường trên cái đầu in. Mọi người lưu ý là chỉ lau một lần xong rồi mình sẽ lật lại miếng bông nha mọi người. Và lau là tiếp một lần nữa. Tránh trường hợp là mọi người lau lên lau xuống như thế này. Rồi mình sẽ đợi vài giây để cho cồn nó bốc hơi đi và tiếp tục in thôi. Một phần cần vệ sinh nữa đó chính là cái trục ruler của máy. Trục này nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với cái đầu in khi mình in. Đây là cái trục ruler của máy đây. Trục màu đỏ, mình cũng cần vệ sinh của cái trục này. Mình cứ lăn rồi vệ sinh cho nó sạch là được. Như vậy là xong. Mọi người nên thường xuyên vệ sinh đầu in để cho chiếc máy mình được bền hơn, in được chất lượng tốt hơn. Thì sau đây em sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp giấy mực của chiếc máy in này. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một cuộn mực, đây là một cuộn mực nhỏ của Avery ha. Tiếp theo là một cuộn đầy can và đây là một trục thu mực của đi kèm theo máy. Đây, chúng ta sẽ cùng lắp. Đầu tiên là mở cái nắp máy lên. Chúng ta sẽ lắp giấy trước. Giấy thì ở đây nó sẽ có một cái gác giấy. Mọi người hãy kéo cái gác giấy này ra. Hoặc là lúc mà lắp giấy vào thì đẩy cho nó sát vào cái mép giấy của mình là được. Tiếp theo chúng ta sẽ lòn mở cái đầu in lên bằng cách cái này ra. Đây. Chúng ta sẽ lòn giấy xuống dưới đây. Ở đây nó có một cái khóa. Mọi người hãy mở khóa này và đẩy nó sát vào cái mép giấy. Sát rồi chúng ta sẽ khóa lại. Kéo lên. Là chưa? Đó là xong phần lắp giấy. Bây giờ chúng ta sẽ lắp mực ha. Đây là một cuộn mực có của Avery, nó sẽ có những cái lẫy này của máy. Sẽ đúng để vào đúng khớp của chiếc máy. Chúng ta sẽ lòn qua đầu in phía dưới. Lưu ý đây là một cái nắp để đặn chặn giấy ha. Nên là chúng ta sẽ để nó xuống đây. Đây là cái nút khóa. Chúng ta sẽ mở nó và để xuống cái kẹp giấy này. Nên là chúng ta sẽ lòn qua cái cây đèn này lên trên. Dùng cái trục thu mực của hãng đã cho chúng ta lắp vào và lòn trên như thế này. Sau đó quấn lại. Đây là cuộn mực nhỏ của máy. Còn nếu mà mực to thì nó sẽ hết cái đầu thu giấy này, thu mực này. Đây là phần lắp mực đã xong. Chúng ta sẽ đóng đầu in xuống bằng cách là ở đây nó có một cái nút, nhấn xuống thế này. Chúng ta sẽ nhấn mạnh xuống. Đây là xong phần lắp giấy và mực. Nếu bạn quên thì có thể xem ở trên đây có những cái hướng dẫn của máy đi kèm với máy. Đây là hướng dẫn lắp giấy và đây là hướng dẫn lắp mực. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người cách lắp giấy mực cũng như là vệ sinh đầu in của chiếc máy Avery này. Thì nếu mà mọi người có khúc mắc gì hoặc là mọi người có thể liên hệ với công ty Thế Giới Máy Vạch để tụi em sẽ tư vấn cho mọi người cách
sử dụng sao cho bền nhất, đẹp nhất. À, mọi thông tin chi tiết thì mọi người có thể liên hệ với công ty Thế Giới Má Vạch qua website là thegioimavach.com hoặc là số hotline là 1900 3438. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.